Lại một ngày rảnh háng của anh Bảy, hôm nay thanh niên lại bị vợ chửi nhức hết người. Chính vì vậy anh Bảy mới bỏ tiền túi của mình ra để tậu cho bản thân một em thú cưng để xả xì chết. Trước khi giới thiệu cho mấy bạn mấy bé thú cưng đang yêu đó thì Nom Nom muốn làm một việc quan trọng hơn, đó là gửi lời cảm ơn đến bạn Hoàng Anh Hồ 9054, bạn Nata Mê Game và bạn Minh Khang Thạch 2764. Đây là ba bạn có phần bình luận nhanh nhất ở video trước. Sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn nhất để Nom làm thêm những video tiếp theo. Bạn nào muốn được Nom nhắc tên thì mau nhanh tay comment xuống dưới phần bình luận đi nhé. Quay trở lại với anh Bảy, do thanh niên vừa mới bị vợ yêu chửi nên anh Bảy mới cần sinh vật gì đó để xả xì chết. Và con ếch bò này chính là thứ mà Bảy chọn mua nè mấy bạn. Quầy trông bé nó to bự chà bá, đã thế nó cũng khá thân thiện khi để anh Bảy sờ lên chiếc lưng sần sùi của ếch bò. Cho sờ vậy thôi chứ nhếch lên là bé ếch nó không cho đây nha mọi người, lộ hết các ngấn mỡ ha ha. Ếch bò Bình Dương này Bảy chọn mua nó với giá 70 triệu, giá khá bèo nhèo đấy chứ. Hiện tại cân nặng của ếch bò là 1kg, nếu thái vội ra đĩa cũng vừa đủ chiêu đãi cả nhà anh Bảy luôn ấy. Tuy nhiên anh Bảy là người yêu động vật, anh sẽ không hề muốn thái lát bé ếch nào chút nào. Thay vào đó, khi đói bụng ông cháu sẽ bỏ ếch bò lên chảo dầu chiên giòn, nghe nói món ếch nhồi xả ớt ngon lắm ha ha. Anh Bảy cho con ếch bò ra chào hỏi đại cậu vàng Si Ba nè. Vãi chồng cậu vàng có vẻ không thích mùi cơ thể mà ếch bò tỏa ra lắm, nó cứ thung thủng nhức hết cái mũi luôn các bạn ạ. U là trời, trông cái mồng đầy ngấn mỡ kìa, cũng cù tè hột me phết đấy chứ. Anh Bảy nói rằng, nếu nuôi ếch bò đủ lâu, kích thước của chúng có thể lớn tới 50 cân. Lúc đó Bảy trọ sẽ thả vô chảo dầu chiêu đãi cả làng luôn he he. Ở tình huống tiếp theo, vừa rồi anh Bảy bị Bởi chửi nhiều quá. Việc thanh niên bỏ tiền túi mua con ếch bò vẫn không khiến anh Bảy cảm thấy vui hơn. Chính vì thế ông cháu đã rủ thằng bạn thân chia cốt của mình đi ra ngoài chiếc mương Bình Dương để kiếm sinh vật độc lạ. Bảy trọ nghe nói con mương này có loài thủy quái thoát ẩn thoát hiện, đã khiến rất nhiều anh em có niềm đam mê săn bắt sinh vật biến mất. Lần này anh Bảy sẽ tận tay bắt thủy quái đó về mới được. Đi dọc bờ suối này có rất nhiều rêu xanh, có khi đang đi bộ thì con thủy quái nó vồ lên tô ma lấy Bảy trọ không nhỉ. Quầy hình như bạn thân của anh Bảy đã tùm thấy một sinh vật đang ẩn náu dưới lớp rêu. U là trời thì nó đang quậy đục nước luôn kìa mấy bạn. Ra đây là một con ba ba, thằng cu này không được thân thiện lắm thì phải. Mày yên tâm anh béo sẽ không ăn thịt mày đâu. Con ba ba này có kích thước khá to, Bảy trọ không nghĩ ra nó có thể sống được ở môi trường ít thức ăn thế này. Thôi thì bé ba ba cứ tạm vào giỏ của Bảy trọ đi nhé, tẹo nữa anh sẽ mang nó về xử lý sau. Trời nhanh chóng sẩm tối, cũng là lúc mà anh béo tìm được thêm một bé ba ba siêu to khủng lồ nữa. Có vẻ thằng nhõi này có họ hàng với con ba ba đầu tiên mà anh béo bắt được. Nhân tiện đây thì bạn nào muốn nuôi ba ba thì mau nhạn tay comment xuống dưới phần bình luận đi nhé. Anh Bảy sẽ ship ba ba về tận nhà cho mấy bạn luôn. Ái chà chà, con ba ba thứ ba đã được tìm thấy. Nó cũng là con cuối cùng trong ngày hôm nay. Cả ngày Bảy trọ bị đuổi ra khỏi nhà chưa ăn uống gì cả. Vậy nên ông cháu thanh niên vừa mới bắt được ba ba, tiện thể đi siêu thị mua một vài món ăn hải sản để phù hợp nấu bữa tối. Cá đầu moi nè, tôm hùm Alaska, thậm chí có những con cá có màu sắc rất độc lạ. Anh Bảy siêu mua hết chúng về để thả nồi lẩu ba ba ha ha. Ở tình huống tiếp theo, hôm nay anh Bảy bất ngờ nhận được một hộp quà từ nhà bà hàng xóm. Bình thường anh với bà không ưa gì nhau cả, vậy mà Bảy trọ lại có món quà tặng anh Bảy. Và trong chiếc thùng xốp này có một sinh vật rất đặc biệt, đó là một con hải sâm đỏ au. Bảy trọ vẫn chưa hiểu bà hàng xóm tặng anh con hải sâm này để làm gì. Tuy nhiên vì Bảy bóng khá thích các sinh vật độc lạ nên thanh niên cũng chấp nhận món quà và khỏi cảm ơn. Khi thả hải sâm vào bể, chúng ta có thể thấy nó như củ khoai lang tím vậy. Ngoài con hải sâm đỏ au thì bà hàng xóm còn bonus cho anh Bảy một con hải sâm mini màu vàng. Độc lạ thay, bé hải sâm vàng này có mọc một vài tua rua khá kỳ lạ. Khi con hải sâm đỏ đã quen với môi trường nước tròn bể, nó đã tự mọc ra các tua rua khá ảo ma. Có lẽ những tua rua này sẽ giúp hải sâm săn bắt các vi sinh vật nhỏ trong nước. Khi nó ăn đủ no thì hải sâm đỏ đã ị ra nước một đống xìn. Lạ, cái đống xìn này có dạng hộp xoàn. Con hải sâm cứ ỉa son son như vậy trông dị thật chứ. Bạn nào muốn nuôi một em hải sâm đỏ thì mau nhanh tay comment xuống dưới phần bình luận đi nhé. Phân của hải sâm sau đó đã bay đi khắp bể. Lạ cái bọn cá rất thích ăn phân hải sâm vì chúng có nhiều dinh dưỡng và mùi thum thủm không thể cưỡng lại. Quầy các bạn trông nè, phân đã hoàn toàn bao phủ cả chiếc bể. Mấy con cá sau đó cũng ngộ độc phân hải sâm mà ngủm củ tỏi. Ảo thật đấy ha ha. Ở tình huống tiếp theo, trước mắt các bạn đây là một tổ kiến Bình Dương. Những quả cầu bự chà bá này chính là chiếc bụng của kiến đại ca khi tụi nó được ăn non nê. Chiếc bụng đó được gọi là túi mật. Chúng được tạo ra nhờ khả năng hấp thụ mật ngọt từ những chú kiến Bình Dương khác. Từng chú kiến thợ sẽ ra ngoài tìm kiếm mật ngọt, sau đó về tổ truyền mật ngọt bằng đường miệng cho kiến đại ca. Dần dần kiến đại ca hấp thụ quá nhiều mật ngọt dẫn đến chiếc bụng của nó bị phình to ra như thế này nè mấy bạn. Đúng là tham thì thâm mà ha ha. Việc chiếc bụng bị phình to dẫn đến kiến đại ca không thể đi lại được. Tuy nhiên kiến đại ca nắm giữ một vai trò quan trọng trong tổ, đó là khi đàn kiến cần nguồn thức ăn dự trữ, kiến đại ca sẽ truyền lại mật từ miệng cho những chú kiến thợ.
Thật là ảo ma toku đa quá mà. Ngoài ra những túi mật của kiến đại ca cũng là thức ăn dự trữ của anh bảy luôn nha mọi người. Cứ mỗi khi thanh niên ngứa miệng thì lại bỏ vô miệng một túi mật ngon lành cành đào ha ha. Bạn nào muốn nuôi một em kiến đại ca với túi mật bự cha bá thì mau chóng comment xuống dưới phần bình luận đi nhé. Nom Nom sẽ kêu anh bảy ship về tận nhà cho mấy bạn luôn. Quay trở lại với anh bảy, hôm nay khi đang quét nhà thì bảy trò vô tình bắt được hai sinh vật rất độc lạ. Sau một lúc ngắm nhìn thì bảy trò đã xác định được những sinh vật này, nó chính là loài gián thủy tổ đã tuyệt chủng từ 2000 năm trước. Vãi chồng chúng to chà bá luôn mấy bạn ạ. Vì có kích cỡ rất lớn nên gián thủy tổ rất ít di chuyển, có lẽ những đôi chân nhỏ nhắn của nó không thể chịu đựng được sức nặng từ cơ thể. Anh bảy thấy hai chú tiểu cường này khá cute hột me nên sẽ giữ lại làm thú cưng luôn. Có vẻ hiện tại chúng chưa muốn ăn tối thì phải. Anh bảy cho tiểu cường ăn chuối tươi của anh mà nó không đem ăn chứ. Theo anh thì bọn tiểu cường này có thể lớn đến vài chục cân. Khi trưởng thành gián thủy tổ sẽ mọc cánh bắp vấp với giữa nhà anh bảy. Lúc đó chắc bảy trọ cũng thích dữ lắm. Tiện thể có bạn nào muốn nuôi một em tiểu cường thủy tổ thì nhanh tay comment xuống dưới phần bình luận để Nom kêu anh bảy ship đến tận nhà cho mấy bạn nhé. Ở tình huống tiếp theo, trước mắt các bạn đây là vợ bé của anh bảy. Vợ bé của anh có nuôi một sinh vật cũng rất bé, đó là con ngựa đầu moi này đây. Vãi thật, trông cơ thể nó ngỏ tí xíu vậy nhỉ. Vợ bé nói rằng ngựa đầu moi là một con ngựa đột biến được lai giữa ngựa và một con lừa. Đó là lý do vì sao ngựa đầu moi lại nhỏ xíu thế này. Nó còn có chiếc bờm trắng khá đẹp trai nữa. Đã đẹp trai xin đừng ngựa ngựa mà hu hu. Nom Nom muốn bắt con ngựa đầu moi này về nuôi ghê. Ngựa đầu moi rất thích ăn cà rốt mà chị vợ bé cho. Vì ăn quá nhiều nên chúng ta có thể thấy cái bụng của nó to tổ chảng luôn. Mà tính ra vợ bé của anh bảy cũng vừa trắng vừa xinh. Nom Nom cũng muốn bắt về nuôi ghê. Chị vợ bé cho anh bảy dắt ngựa đầu moi đi dạo luôn nè. Vì dạo này ăn quá nhiều đồ ngọt nên bé ngựa cần phải chạy bộ thật nhiều để giảm cân. Ngoài ra chị vợ bé còn chuẩn bị cho ngựa đầu moi một chiếc yên màu hồng nam tính. Khi nào rảnh rỗi chị vẫn hay leo lên yên để cưỡi. Nhân tiện đây thì bạn nào muốn nuôi một em ngựa cute hột me này thì nhanh comment xuống dưới phần bình luận đi nhé. Chị vợ bé vẫn còn rất nhiều mẫu ngựa như này luôn. Tiếp tục với chuyến hành trình đi kiếm mấy loài sinh vật của bổn lọ, anh vác cái vợt bắt muỗi của mẹ ra đồng xem hôm nay có may mắn tìm được thứ gì thú vị không. Vãi đạn, ngay lần hớt đầu tiên ông cháu đã lụm được một em cá gì đó khá lạ, nhìn sơ qua tưởng nòng nọc nhưng hóa ra nó lại là cá thôi, dù gì em nó cũng sẽ lên chảo dầu của anh bổn. Tiếp theo đó anh bổn vớt được một chú rùa mai vàng nè, ở con mương nhỏ xíu này mà lụm được bé rùa thì anh bổn khá may mắn đấy. Ái chà, tiếp tục là một cháu cá nòng nọc nữa, anh bổn cầm lên quan sát thì thấy nó có đôi chân giống với ếch nhái, cơ thể lại na ná các loài cá, có lẽ đã có mối tình vụng trộm nào đó xảy ra chăng. Còn đây là con tôm hùm đất ông cháu vừa bắt được, nghe nói loài này ở Việt Nam bị cho vào danh sách cấm vì khả năng sinh sản lớn nhưng lại không mang nhiều giá trị về kinh tế và dinh dưỡng, để xem lần hớt tiếp theo có gì nào. Ái cha, đây là một bé rùa mai xanh tí hon, nhìn nó thụt đầu e dè dễ thương chưa kìa, anh bổn nên thả nó về bú tí mẹ, đợi em nó lớn rồi bắt một thể về nhúng lẩu cũng được. Đi vài bước anh lụm thêm được con cá chép nè, tiếp đó là bé cá chấm con ây ra có động nước lớn. Ôi vãi đạn, bổn lỏ vừa bắt được một con cá chà bạc rất lớn, nhìn kích thước của nó phải cỡ 2-3 kg đấy. Hôm nay lại có mồi nhậu ngon nhất cái nạch rồi. Đi thêm đoạn thì ông cháu phát hiện có gì đó bên trong bãi cỏ nước. À, ra đây là một bé đóm đóm tí hon, nhìn chiếc đuôi của nó màu hồng và xanh đẹp mắt chưa kìa. Vãi đạn, đây là một con ếch kỳ diệu khổng lồ các bạn ạ. Nó to bá cháy bọ chét luôn. Sau một đêm thăm ngàn thì đây là thành quả của anh bổn nè các bạn. Khá nhiều những sinh vật thú vị. Vài phút nữa anh sẽ chuẩn bị đồ về nhúng lẩu nhấm rượu.